Ủy ban Y tế và chống doping của SEA Games 29 vừa công bố đã phát hiện vận động viên dương tính với doping trong gần 20 ngày tranh tài của SEA Games 29 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Có hơn 800 vận động viên giành huy chương đã được lấy mẫu thử để kiểm tra doping. Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này được áp dụng công nghệ thử doping tiên tiến tương tự như tiêu chuẩn Olympic. Các vận động viên giành huy chương được xét nghiệm doping với cả mẫu máu và nước tiểu. Các mẫu thử doping được gửi đến phòng xét nghiệm tại New Delhi, Ấn Độ và cho kết quả sau 48 giờ đồng hồ. Hiện tại, Ủy ban Y tế và chống doping SEA Games 29 vẫn chưa công bố chi tiết về danh tính, quốc tịch cũng như bộ môn thi đấu của vận động viên được cho là dương tính với doping. Thư ký của Ủy ban Olympic Malaysia, bà Low Beng Choi cho biết, sau khi xem xét kỹ lưỡng và hoàn tất các thủ tục cần thiết, danh tính của vận động viên trên sẽ được công bố.